Bác ở đâu bây giờ mang hình ảnh ra đây xử lý luôn ở đấy, không mang đi đâu cả. Rõ luôn ở đây bảo mang hình ảnh ra đây kiểm tra. Không phải đi đâu hết. Giám sát. Và thứ hai là anh, nếu anh quay cơ quan lực lượng ra, anh cung cấp cái chứng căn cước dân. Tôi biết, tôi hiểu anh rồi. Anh xuống đấy. Đàng hoàng không? Xuống. Dạ, không có gì đâu mà bây giờ được dân được quyền giám sát. Nếu mà cả sai, người vi phạm sai thì giờ mà chê ú. Có cái gì đâu. Cố tình vi phạm làm trái quy định. Nếu mà mình sai đấy, có hình ảnh mình chịu trách nhiệm pháp luật. Có cái gì đâu. Ngược chiều nếu mà mình đi ngược chiều có hình ảnh thì về lập biên bản. Ngược tiền có cái gì đâu mà sao phải xin? Đúng rồi. Có cái gì đâu. Cô mà anh đi đấy. Anh xuống đây. Anh xuống đây.